chi chị bán số chẳng à. Chị mướn nhà chẳng à. Quê cô là ở quê cô quận 9 nên là có hoàn cảnh khó khăn cô đi ra cũng như gia đình à. Đi sống mấy người con cô chắc có gia đình hết hả cô? Lớn 5 mấy tuổi rồi. Ôi, ghê vậy. Vì nay mà 75 mấy 6 tuổi rồi con. Wow. Cháu nội cháu ngoại lớn hơn rồi. Cháu luôn rồi. Là cháu ngoại của con gái. Cháu nội gái. À, xin chào bà con cô bác. Xin chúc bà con bác nhiều sức khỏe. Bây giờ đang ngồi ăn sáng uống thuốc. Đi quay bữa nay cảm luôn rồi. Bà cô bà từ ở dưới Củ Chi lên để cô gặp Phương Dừa, cô khử giọng. Thích hát lắm hả cô ạ? Cô cũng may lắm, cô nhỏ lớn giờ có điều kiện. Dạ, cô có mấy? Có 2. Cô 3. Dạ. Bữa nay cô có bán không? Có bán cũng bỏ bán. Thế hả? Em ba hầu ta không biết. Hỏi thăm cô, cô... Cô đi hỏi lý từ khi giờ đi hồi 4 giờ sợ không biết gặp con hay là không biết đường đi đi hỏi. Trời ơi, cũng may mắn ha. Hôm nay con không có quay luôn, sáng con đưa con đi học rồi đưa sáng làm con gái đây. Con uống cà phê đó. Gặp rồi con tính về con ngủ chứ buồn ngủ rồi ghé mới vừa ghé luôn cô tới luôn á. Người ta giới thiệu cô qua cái tên kia mà cậu hát cũng thấy cũng mấy lần rồi mà cái chuyện thu nhập cũng không có được. Là cô đi hát kiếm thu nhập hả? Chết mồ rồi vậy là con con đây con chưa có biết như thế nào con hát được thì cũng tùy khả năng rồi còn để giúp con hát để kiếm thu nhập thì con gặp con không có thì dạ. Để con coi cái dạ chứ còn ở đây con thì con đang làm cái sân khấu con cũng đang tạo điều kiện cho các bạn có đam mê cả hát đồ thể hiện tài năng đồ có sân chơi đồ sân chơi là chính dạ thu nhập thì ít xíu à cũng được chứ không phải là nhưng mà nó sẽ không phải là nguồn thu nhập chính. Thì biết rồi nhưng mà cô nói nghe này bán biết rồi cái gì ta phải ra bán đông quá nó ế dạ. Bán biết ăn hết chứ chỉ cần chút đỉnh thôi đứng phụ dưới sớm trả lời rồi dạ. Nhưng nó cần nhiều. Ủa cô hết vốn luôn hả? Trời ơi cô bệnh đau hết sống nè dạ. Rồi tôi uống thuốc rồi bán là đông quá không nghĩa không biết nó đi như đi chợ dạ. Mình già đâu có bán lợi con gái dạ. Dạ. Gái mọi người bắt nó vô nó bán đặt lắm rồi nhưng mình được cũng bán hết thôi nó đây dạ. Rồi thu nhập được cũng có cũng có mở lại của ông giáo đồng 2 hộp mình uống dạ. Thì nó đồng á dạ. Được cũng khó khăn cũng hơi khó con tưởng đâu là cô tới cô giao lưu ví dụ con nghe giọng mà con góp ý cho cô ví dụ bữa nào hát thì giao lưu được chứ còn mà để hát mà thu nhập được mình phải hát phải hay phải có show được nhiều bên kia là mấy bạn là hỗ trợ cô sao hát bên cái kênh của dạ. Ở nước ngoài nó gửi gì cho con cứ lo à. Rồi ví dụ 200 đô Úc à. Đó cũng có nhưng mà được cái chén đó thì mình ăn nó không có thật ví dụ nước ngoài về cho có cái gì thì không có cho cái số để người ta gửi cho cô à không phải đâu cô. Cô đừng nói vậy nhiều khi rồi cô qua khi bên tội nghiệp ta không phải cô biết là một cái biết rồi cứ qua bên cái kênh của cái sĩ Vân Tiêu gì đó cũng hát một tiếng nhạc không có bỏ nhiêu đi cho nó đi mấy chục bài luôn nhỉ bầu dưỡng có 1 triệu bạc cũng có trong máy này nữa nè bây giờ tôi cũng đứng dưới tôi coi cái kênh của Vân Tiêu á cô bán cái số trên thượng á cũng đã đưa lên đồ bồ rồi biết dạ rồi rồi cô thử giọng ngoài con nghe thử coi coi ạ cô uống miếng nước không cô tên gì cô gì thượng bán cái số trả lời một câu hỏi luôn cơ để trả lời
Tôi tên không bánh tiêu. Dạ. Dạ, xin lỗi con. Rồi lát con gặp con xong con về hả? Con biết ở đâu giờ con ấy đi chị. Còn người con của thứ ba của con sao? Hai đứa mình là có gia đình này chắc lo gia đình hả? Gia đình tự nhiên hắn là con tự lập mình là có thôi. Dạ. Con không có nhà này, cái dạ. Dạ, đâu giờ bây giờ cô hát mộc cô nghe thử cô ạ. Cái này mình có hỏi nha. Dạ dạ. Một nửa ba năm anh yêu tình áo dày phương nhân đường xuôi phương ghé lại đôi lần bao nhiêu âu lo có hôm đã hỏi người yêu vẽ bằng hay mơ anh vẫn già và em có nhớ trả lời anh yêu không gian con bước thời gian đi một ngàn tim nhớ nhiều mới cuối cùng nhiều bạn của cô ạ? Nhiều lắm, trong đó nhiều lắm đấy chị Nguyên. Nó rằng là hai trái tim cả chín sai chúng ta. Con thấy không? Con bắt lên Google á. Con bắt rồi con thấy có bài. Nhiều lắm rồi bây giờ buổi tối con hay bắt này bắt kia nó chạy lộn xộn đấy. Để xíu con nghe, để xíu con nghe. Nhưng mà con biết là chắc là cô hát là mất mạng tạo câu chuyện vậy, tạo câu chuyện ví dụ như là. Là cô bán vé số như cô lớn tuổi không, rồi cô hát rồi mấy bạn đi thu âm cho cô rồi ra đó cô nhép lại rồi bán loa rồi cái gì đúng không, rồi mấy bạn trả thù lao cho cô. Dạ đúng rồi chứ còn về giọng hát của cô, nếu mà con mà có điều kiện mà gặp cô là con sẽ hướng dẫn cô thêm, góp ý cô thêm. Chứ còn mà nếu mà giọng cô là mình nếu mình hát để mà lên sân khấu là để hát live là chưa chịu nổi. Mấy bạn có góp ý cho cô gì không? Dạ có. Dạ. Thì làm phải góp ý cho cô chứ thôi, tội nghiệp cô không biết. Còn ví dụ ở trong phòng thu cũng vậy, con cũng vậy à. Ví dụ con hát cũng đâu có hay gì đâu, nhưng mà con vô phòng thu thì nhờ phòng thu hỗ trợ nên nó rất là tốt. Dạ sao? Dạ, ngồi đây là ngồi đây chút, thôi chút. Ở trên này á, như là cô ngủ, là đi làm đến đẩy xe đẩy ngoài đẩy xe, đẩy xe đẩy cũng như là con có đầu rồi, cũng như gần nghe con. Nghe. Con vừa xin lỗi bà con bác nha, hôm nay camera không phải chuyên nghiệp cho nên hình rung lắc, thiếu sót bà con bác thông cảm, tại vì con vừa đang ngồi cà phê xong bà cô bảo là thử giọng cho nên con vừa tính lấy cái điện thoại ra rồi con vừa thử giọng để con vừa lưu lại, tại vì con vừa cũng chuẩn bị tổ chức những cái đêm nhạc giao lưu đó, cho nên là bà con bác tới thì con vừa hay nói chuyện, con vừa hỏi thăm rồi con vừa thử giọng, con đang nói chuyện với cô xong dông chú cũng vô. Bây giờ là bây giờ cô ngồi xíu. Nói đi, chắc không phải làm vậy là liên. Cái chuyện với Leo, sao anh? Sao chú? Dạ. Sống với bà cô. Dạ. Bà cô bà mất rồi. Dạ. Thì bây giờ còn có mình chú ở với hai đứa con của bà. Dạ. Chú bà, chú đẩy xe lại chứ không phải là biến rồi nhá chị. Rồi tắt cái giò chứ không phải là thay tay. Dạ. Vẫn còn là đẩy xe đẩy cũng như là con đẩy xe gì có hai gần nhau. Rồi cái... Không nghe chú nói gì. Rồi cái bà con gần xíu không? Bà cô bà gần quá không thấy ba người chú. Không, chú đâu có thể ba người. Trời ơi. Khổ quá. Dạ rồi. Bà cô bà mất rồi.
rồi ở với bà cô, xong rồi cô mất rồi cỡ 1 tháng trời, cái chú bệnh đưa vô bệnh viện mình tay nằm nửa tháng trời, nằm bây giờ cái đóng tiền viện phí xong xuôi rồi nó đưa vô tổng đóng tiền xong rồi ở ngoài này, người có hội ngoài này hai con của bà bán nhà đi, nó không cho được đồng bạc nào, bác sĩ mới kêu nó bây giờ đóng tiền viện phí hết tiền rồi, bác sĩ nói bác sĩ là cho nằm 2 ngày nữa, cho nằm hai ngày nó không có thân nhân, cái bác sĩ kêu đi về đi, nó về tới quê tới nhà ở đây thì nói là ông người ta dân người ta nói là bán nhà đi rồi không có ai ở trên này thân nhân của chú hết á, giờ còn bà dì duy nhất, chú còn bà dì duy nhất ở Cà Mau mà chú không có tiền về, xin con giúp đỡ cái vé xe về thôi. Giúp đỡ cái cho chú cái giấy xe chú về thôi. Xe chú. Rồi, xin người cái chú ra đi xe buýt lên trên. Ai giới thiệu chú? Dạ không, tại vì hồi nãy ngồi ngoài này ngồi rồi hôm qua tới giờ có vô hỏi chú. Nhưng mà ai giới thiệu chú lên đây ạ? À? Thấy người ta chỉ thôi. Ai chỉ chú? Như ở dưới này nè. À, chú đi sao mà đây chỉ chú đi, lên đây? Đi bằng xe buýt. Đi bằng xe buýt rồi lên đây đi dài đó. Rồi người ta hỏi sao mà không đi xe, nên tình trạng nó vậy, vì hoàn cảnh vậy rồi. Người ta chỉ lên sao chú, đi về dài sao chú đi về dài là sao? Lên đây là chú đi về lên đây họ nên hỏi là chú đi kiếm con hay sao không đó, đi cũng như là đi hỏi xin người ta chút đỉnh tiền biết chú biết con là ai không? À, nghe con nói là chú Khương. Hả? Dạ chú biết con không? Dạ chú biết con, chú đi tìm con không? Dạ đó, chứ ai chỉ chú đúng không? Dạ đó, chú đi tìm con thì chú đó chú đi tìm con ai chú, dạ chú nói là không phải chú đi tìm con, người ta chỉ đúng không? Dạ thì chú tìm con đấy nha, nhờ con giúp giấy xe. Dạ, cái giấy xe về 208. 208, dạ. Đúng 208 hả chú? Dạ, 208, không được cần cái gì hết. Dạ, mà về dưới thì ở với ai chú? Ở không? Dưới bà gì ruột. Dạ. Bây giờ không có bà con thân thích, không có ai chứ để kiếm được 208 hả? Không, nhưng qua nay chú đi rồi không ai cho chú gì hả? Không dám hỏi, không dám hỏi người ta, mình ở giờ đâu có đi xin đâu, đi hỏi người ta, không dám hỏi. Dạ. Dạ, rồi sức khỏe chú làm sao? Bây giờ bị bác sĩ nói là bây giờ thối quá cục sống cổ. Dạ. Khớp. Mà bây giờ dạ. Tim nó mệt quá, giờ nó qua tim rồi đó, không có trị, bây giờ nó qua tim rồi. Dạ. Vậy đâu, giờ chú đi ra chờ cỡ 10 phút chú ngồi xuống chú thở. Dạ. Rồi chú có đi gặp ai để nhờ hỗ trợ rồi chưa? Dạ chưa. Dạ. Rồi nhà của bà gì bà chú con, bà cô thì bán được nhiêu ạ? Không biết nó ở ngoài này nó bán hai đứa con bà bán chú không biết là bao nhiêu, rồi nó chơi nên nó gạt chú nó đưa vô bệnh viện. Dạ nằm. Chú uống miếng nước rồi chú. Dạ. Đưa vô bệnh viện nằm rồi nó gạt chú nó bỏ ở ngoài này nó đi. Dạ. Chú xuống. Dạ. Dạ để con hỏi thăm một xíu. Dạ. Cái hồ sơ bệnh này của chú bao lâu rồi? Dạ mới đây mà hồi lấy tay hồi 5 tây tháng 9. Dạ. Chứ ở chính đây. Chính đây tháng 1, tháng thu yeah. Đơn thuốc. Dạ yeah. Chú tên Lộc hả? Dạ. Dạ dạ thôi chú cầm giấy đi. Dạ dạ dạ. Mà chú không vợ con gì hả? Không, cũng mình. Tại vì thưa với con là như vậy, mình lớn tuổi nhưng mà con cái là mình không muốn làm khổ cho ai, mình đâu có làm được, đâu có tài sản gì mà mình thích như vậy. Yeah. Thích như vậy mình muốn là có vợ có con là mình phải có tài sản, có cái gì để nuôi cho người ta phải chuyên tròn mình mới làm gì được. Còn bây giờ mình không có cái gì hết mà mình làm chi cho người ta khổ, thà một mình còn một mình được rồi. Hồi trẻ chú? Trẻ cũng vậy luôn, chú tật cái giò. Ý, hồi trẻ thì cũng có nhiều anh chị người không, ta cũng tật, chú làm bà, gia đình chú Bạc Phước mà. Chú Bạc Phước. Bạc Phước sao chú? Không có là mình không muốn có gia đình, mình đâu có tài sản gì đâu. Mình không có tiền đâu, không có tiền bạc gì hết. Ý chú anh em đông không? Không, chú có mình chú à. Dạ. Mình chú bà già sinh ra rồi bà già mất, ông già có bà nhỏ. Dạ. Rồi bây giờ tới giờ luôn mà bà. Dạ rồi bà xã sao của ông già chú có con không? Có mấy hai đứa con riêng. Dạ. Đi rồi. Giờ có gặp mấy anh chị không? Không, đi này mấy 30 năm rồi. Dạ. Bởi vậy mà chú giờ mới về sống với bà cô á. Dạ. Bà cô ở trên này. Rồi làm giấy yên minh ở đây luôn, rồi bà cô bà mất. Dạ. Rồi cái chú mới phát bệnh. Bệnh lên rồi cái hai đứa con của bà cô á. Dạ. Hai đứa con bà cô mới đưa chú vô bệnh viện Bình Tân. Dạ. Nằm đâu nửa tháng rồi cô đó, đó cô ruột con chú hay sao? Dạ cô ruột. Rồi cái bà chị của ông già.
rồi mới đưa vô bệnh viện nằm nửa tháng, cái hết tiền viện phí rồi bác sĩ mới kêu đóng tiền viện phí. Đóng tiền viện phí xong xuôi rồi cái nửa tháng hết tiền viện phí nó vô, bây giờ bác sĩ báo với thu ngân người ta nói bây giờ không còn không có tiền về viện phí nữa, chú kêu người nhà lãnh đóng. Mới không có tiền chú nói cho chú xin thở 2 ngày. Dạ. Yeah. Ừ. Yeah. Nằm đây rồi cái bắt đầu cái không có tiền, không ai lên hết trơn, nó chọi rồi. Rồi bác sĩ cho giấy để cái giấy con. Bác sĩ cho về. Chú bệnh chú hút thuốc dữ vậy? Nó có người ta cho bỏ vô. Để cho bỏ vô hả? Người ta cho chú lấy vô lại chứ có quẹt chứ không có hút vậy, phải là không có. Là có hút thuốc. Có. Dạ, có, chứ không, không hút người ta cho mình lấy làm chi. Đúng rồi, có. Nhưng mà của chú hút sẵn người ta mới cho thêm hay mình xin không, sao? Không, cái này không có xin, người ta thấy người ta hút thuốc không, nơi có hút. Vậy hả? Ừ, sao tôi tốt quá vậy? Đó, không biết chú không tôi, biết. Tôi gặp, tôi hỏi có ăn cơm gì chưa, tôi hỏi hút thuốc, có hút thuốc không ạ? Mà chú chia sẻ thiệt câu chuyện của chú con nghe đi. Dạ, đó thì chú nói thiệt ra thật sự như vậy. Thì hoàn cảnh là chú như vậy, chú ở với bà con. Chú không phải là cha mẹ dạ, rồi. Dạ, chú có xài điện thoại gì không? Không. Không có gì. Rồi sao con liên lạc cho chú được? Để con tìm hiểu, con hỏi thăm rồi, con giúp chú, con phải hỏi thăm, con tìm hiểu. Chú không có điện thoại, chú đâu có tiền. Rồi tạm chú ở đâu? Tạm chú 43, tạm chú là về, sống với người cô đây nè, 43 lô B, khu 43 phường An Lạc A, Quỳnh Tân. Dạ, dạ. Rồi, để con tìm hiểu thông tin ở địa phương thì con liên hệ ở đâu? Liên hệ thì bây giờ liên hệ thì, đâu để con tìm hiểu địa phương? Là chú ở bốn bên ở địa phương đó, ở địa phương phường An Lạc A. Dạ. Nhưng mà bây giờ chú có cái giấy để hồi nhưng mà, dạ, gạt mất. Nhưng mà bây giờ người ta nói là phải bán nhà rồi. Dạ. Giờ không có ai quản lý nữa. Dạ. Bây giờ thôi về có gì bây giờ ở giờ còn bà gì thì về dưới quê đi. Dạ. Chứ ở trên này. Vì chú lớn tuổi chưa? Thì hôm nay cũng bảy mấy rồi. Trời ơi, bà mấy mấy rồi sao mà lo cho chú được? Có mấy bà chị, bà mấy chị con bà chú kia. Sao chú không gọi gì quê kêu mọi người gửi tiền cho chú về? Chú khổ, hoàn cảnh chú khổ không ai cho tiền đâu con ơi. Bây giờ về dưới ở đây uống thuốc nam, lấy thuốc nam rồi uống thôi. Mà chưa giờ chú làm công chuyện gì? Chú đẩy xe đẩy á. Đẩy xe đẩy mà đẩy cái gì chú ạ? Đẩy hàng cũng như là con vô mua giấy xe ở trong bến. Rồi cái con kêu ví dụ đồ hàng con nặng con kêu xe đẩy vô đẩy ra. Tắt xuống con. Chú đẩy ra cho con xe đó vậy đó. À. Chú cho con trả tiền. Dạ, để ngày vậy được bao nhiêu hả chú? Ngày thu nhập thì từ theo ví dụ như 60 thì kia trăm mấy có, nhiều kia 200 có thì. Dạ. Vì giờ chú không đẩy nữa hả? Giờ bệnh rồi đẩy cũng mỏi bác sĩ nữa. Mà cái ngày chú làm đó bao lâu rồi? Nghĩ ngày là mà chú nghĩ ngày là cũng khoảng là gần một năm rồi không dám làm nữa. Dạ. Làm nặng một xíu cho nó lọc nặng là mệt rồi nó đứt. Sao chú không chuyển qua chú lấy giấy số rồi đứt kiếm thu nhập tự nhiên? Thì chú làm mà chú không có dành dụm được không để 200-300 nữa chứ. Rồi đây là 500-700 trăm rồi. Đâu có ăn ở nhà mà phụ như trong nhà chứ đâu có ai mà cho mình hết. Dạ. Ý bây là biết rồi đó là mình có một mình sao chú làm chứ không dành dụm. Dụm không đủ luôn ơi. Rồi nếu mà dành dụm không đủ thì sau này không ai người lo thì chú làm sao? Chú phải chịu thôi chứ còn chú giờ không biết nói sao. Dạ. Dạ. Vậy thì chú coi con qua đâu hay là biết làm sao? Dạ, chú coi với con là chú đi về nè. Chú có người ta hỏi dạ chú đi đâu ngồi dậy, con sẽ đi đâu. Thì chú nói hoàn cảnh nói như con vậy đó. Dạ. Rồi người ta mới chỉ cho nó chú lên đây nè, có cái thuốc thuốc ở đây nè. Dạ. Vô đây rồi, nó con sẽ với ổng rồi. Dạ. Cho chú xe về. Dạ. Hôm bữa cũng có ông anh kia. Tôi vừa cũng đang trước giờ chạy chương trình rồi xong cái ghé cũng khóc cũng nói gì, vợ con rồi chửi mắng rồi buồn quá cho nên bỏ đi ghé cũng vừa xin 500.000 để xin tiền để xin 500.000 để về An Giang. Cái cũng vừa lu bu quá cũng vừa cũng hỏi chuyện vừa thấy vậy cũng vừa cũng gửi 500 mà gửi xong rồi cũng vừa thấy thì nếu mà đúng vậy thì cũng không đúng nữa, mà tới bữa đó mình lu bu quá mình làm gì cũng đúng. Thật ra ảnh cũng còn khỏe còn trẻ còn thanh niên trai tráng mà tới lại xin 500.000 mình để đi về xe vậy cũng được. Bên lại lúc đó mình bận quá ổng đứng nó kéo chèo cái hoài sao xong mình phải đưa. Cái thứ hai nữa là nếu mình làm như vậy thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng giống như ở bên cửa hàng sầu riêng Mông Bắc. Nhớ một lần mà cô vừa bán sầu riêng Mông Bắc tới để nhờ hỗ trợ, cái thương vừa cũng hỗ trợ xong rồi bà con bác biết rồi bữa sau ship hàng dài xong rồi bữa đó thương vừa có bao nhiêu thương vừa gửi thương vừa nói là rồi bữa sau con hết tiền rồi xong rồi mấy bữa sau vẫn còn nữa mà bác cũng tới
mình thì mình nghĩ là đúng là sẽ có những người khó khăn cần sự giúp đỡ, và mình có điều kiện hơn một xíu thì mình nên giúp đỡ người ta đó. Nhưng mà người ta thấy cái vấn đề đó rồi bắt đầu người ta lợi dụng mình đó. Lợi dụng mình là người ta không có nghĩ cái gì đâu, nói chung là làm sao mà để có được 200, 300, 500, 700 rồi nói các kiểu, làm sao để mình gửi tiền thôi. Mà khổ một cái đó, mà mình không gửi thì họ tới hoài đó, không gửi thì tới hoài, mà từ chối nó cũng đuối lắm mà bác. Mà còn tới mà không gửi, không cho thì ta chửi ta la, rồi nói chung là nó đủ thứ chuyện trên đời á đó. Cho nên là người này hội quán thì chắc Phương Dừa sẽ rút kinh nghiệm. Dạ, Phương Dừa cũng thí dụ như là bà con bác, tại vì cũng không biết đường tìm Phương Dừa, thì biết Phương Dừa có làm cái hội quán, cho nên bà con bác sẽ tìm tới đây. Thì tìm tới đây thì Phương Dừa sẽ nhận tất cả các bạn phục vụ là cứ ghi thông tin giúp Phương Dừa, hoặc là Phương Dừa ở đây thì Phương Dừa cũng sẽ chỉ ghi thông tin thôi. Và là Phương Dừa xin phép luôn, mà lỡ ví dụ mà có một trường hợp nào ví dụ giống như chú đây mà khó khăn thật sự mà Phương Dừa không giúp được thì coi như Phương Dừa có lỗi. Chứ Phương Dừa không thể mà chưa có thông tin gì hết trơn, là bà con bác mà tới mà chia sẻ Phương Dừa đôi ba câu là Phương Dừa 100, 200. Bây giờ thì cũng đi làm cũng cực lắm, làm tới mà cảm lu ho luôn đó. Để kiếm một cái đồng tiền nó không phải dễ dàng, và mình phải chăm lo cho rất nhiều nhân viên đó, cho nên là mình phải sự thành sự, Phương Dừa phải sự kiên quyết. Và nếu mày có giúp, nếu mà đúng giống như chú hoặc là những bà con bác tới đây mà khó khăn thật sự thì đâu có gì đâu, tại vì giúp 100, 200 thì nó cái chuyện đó nó không có khó khăn gì hết trơn. Nhưng mà Phương Dừa thì bà con bác cũng biết để tính Phương Dừa đó, thấy ai khó khăn ví dụ mình muốn tìm hiểu cho nó kỹ, mình có cái hướng nó giúp cho nó tốt thì mình sẽ ghi lại thông tin đầy đủ rồi mình tìm hiểu. Và thậm chí ví dụ như là Phương Dừa sẽ chia sẻ thông tin ở trong một cái video như thế này, bà con bác sẽ hiểu rõ, rồi bà con bác sẽ có cái thông tin để gọi lại phản hồi giúp Phương Dừa thì rất là hữu ích, giúp cho Phương Dừa là xác nhận được thông tin để Phương Dừa yên tâm, để Phương Dừa chia sẻ, Phương Dừa hỗ trợ cái hoàn cảnh đó. Cho nên là bây giờ Phương Dừa gặp chú mà Phương Dừa về chú không có số điện thoại, không biết Phương Dừa sẽ liên hệ với chú như thế nào. Chứ còn khó khăn thì nhiều, tại vì ai cũng nghĩ mình khó khăn đó. Đó, rồi có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà giờ đối với Phương Dừa thì Phương Dừa sẽ gặp nhiều hoàn cảnh, Phương Dừa thấy cái hoàn cảnh này khó khăn, còn cái hoàn cảnh này thật sự chưa khó khăn thì mình nên cố gắng đó. Cho nên giống như giờ chú không có số điện thoại, rồi sao con liên lạc với chú, ví dụ con muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của chú, rồi sao con tìm hiểu thêm. Không cái gì anh nữa, giờ chú ở đây giờ nhà thì dễ, bà con có hộ khẩu trên này. Rồi bữa giờ chú ở đâu? Chú ơi, sống ở ngoài miên, ở giỏng ngoài, chứ nhà bán rồi, con của người ta bán rồi, chứ hỏi mình là cháu chứ phải con. Dạ. Bên nó đi nó không cho được, phải cho được là chú về hôm qua rồi chú mới đợi tới bây giờ. Dạ. Chứ không cần nhiều, chỉ cần có 280 đủ không thôi. Con nghĩ 280 không có khó khăn gì hết. Con thì cái 280 thì ví dụ dường như giống như chú lớn, chú cầm hồ sơ mình, chú xin người này cho, người kia không cho, người này cho, người kia không cho, người cho 5.000, 10.000 là cũng đủ 280, 300. Con nghĩ là chú đến con như chú nghĩ chú sẽ có thể là chú sẽ gặp con trình bày để con giúp đỡ chú nhiều hơn, chứ không thể là 280 được. 280 là chú ngoài chú nhờ được hả? Nhà chú không có dám hỏi chú, dạ. Nó tình thiệt nó với con. Dạ. Rồi vì ở đây mình không có phải hoàn cảnh mà mình đi xin người ta vậy, mình không có phải vậy. Tại vì mà không có dám hỏi. Biết người ta tin tưởng mình thiệt hay là mình giả? Ý là người ta hỏi mình, nói tôi lỡ đường về quê, người ta có cho 5-10 ngàn, hôm qua nay ta có cho chú không? Hôm qua con cho. Chắc có cho chú không? Có 30-40 có cho. Dạ, bởi vậy con nói chú hồi thì hồi chú nói này, hồi chú nói kia, bà cô bà cười nữa. Đúng không? Chú không phải nói có 30-40 nhưng mà không có đủ tiền về chứ ăn thôi. Cho nên là nói câu chuyện con hỏi sơ sơ chú qua là chú chia sẻ con là không có đúng, là hoàn cảnh của chú con chưa biết như thế nào. Thì chú nói thì con như vậy, chứ chú không có nói láo. Dạ. Cho nên là thí dụ mà chú, con nghĩ chú mà cần 280 thì con nghĩ là chú. Mà con nói nếu mà chú làm ở trong bến xe mà lâu rồi á,
chú cũng quen biết, con nói đi mấy cái vòng vòng đó chú xin 5-10 ngàn không là người ta biết đúng hoàn cảnh khó khăn. Chú thương với con về trong bến xe là mình đẩy xe đẩy đó là mình đẩy lụi, mình không có đăng ký gì hết trơn. Chú đẩy lụi nhưng mà chắc chắn không, mà những người xe cũng biết chú đó. Bây giờ xe nó nghỉ hết trơn rồi, xe cũng trang không, xe tàu chở á. Chú nói với con, chú thương với con là chú lên giờ hiện tại chú lên. Dạ. Xe tàu chở bây giờ không còn chạy nữa, thành ra giờ Phương Trang lấy hết rồi, công ty Phương Trang nó lấy hết rồi. Phải chỉ tàu chở còn thì chú không nói đâu. Nhưng mà ý là chú đẩy trong đó bao nhiêu năm? Để mới có không tới năm nữa. Ủa rồi trước đó chú làm công việc gì nữa? Không có làm gì hết trơn, đẩy xe đẩy luôn. Ý là chú làm có 1 năm, chú đẩy 1 năm mà trước đó hồi thời trẻ chú làm công việc gì? Trước đó thì chú nói con chú không có làm gì hết trơn, chú đi cũng như là đi ra bao giác đầu cho người ta. Giác đầu trồn ở nhà rồi mình giác cho xe, lúc mà chưa có xe đẩy. Dạ, còn chân chú là bị từ nhỏ hay sao? Bị chích sốc từ liệt đó, hồi năm sinh ra, hồi hồi nguyên là bà già má sinh ra. Dạ. Hồi 5 tuổi. Cho nên chú không làm nặng được. Vẫn là ở vòng vòng bến xe. Thì cũng là mua sinh ở bến xe mà. Mua bến xe nhưng mà dạ. Cái là cũng thương những con vậy. Ở ngoài bến xe nó biết bao nhiêu người mua mà tại sinh nhưng người ít ai cho mà không có đủ gì về. Sinh xe bây giờ, hiện tại bây giờ đó, sinh xe mới cho. Nó bây giờ đi xe mà không phải như mấy năm về trước. Bây giờ đi một lên là công an phạt người ta 1,000,000-20,000 thằng người. Dạ. Không, con hiểu với chú rồi, ý là mình làm ở trong vậy là chú sống ở bến xe lâu rồi đúng không? Dạ, chú đóng bến xe rồi chú làm thêm là đẩy xe là có 1 năm thôi. Dạ, nhưng mà con biết là chú làm chui bến xe người ta không cho làm, nhưng mà chú đã làm được á, là có nghĩa là người ta cũng thương, người ta du di để cho mình làm, có nghĩa là người ta cũng biết vòng vòng khu đó, người ta cũng biết đúng không? Cũng có giúp đỡ nhưng mà giúp đỡ một phần nào thôi. À, cái lúc mà trước hết lại có giúp đỡ, bây giờ bệnh người ta giúp tiền thuốc cho mua men một chút là chủ thôi, chứ còn cái gì thì giờ thì chú không có nhân sinh tại mình dai, mình đâu phải là nói giờ đi sinh đâu. Sao chú lại chú sinh con? Tại vì mình chú hạ mình xuống ấy con thì dạ. Chú bệnh quá rồi. Dạ. Chú không thể làm được nữa, chú mới vậy. Ý con là ví dụ như là con nói thiệt chú bây giờ nè, ví dụ là sinh vậy rồi sinh từ 2,8 triệu hoặc là 2,8 triệu thì ví dụ á thì mình sinh không được, còn con nghĩ là có 2,8 triệu mà con nghĩ con chú dư sức à, tại vì không dám hỏi con lại là chú dư sức con ơi, con nghĩ vậy làm mà con không dám hỏi. Dạ. Nhưng mà đi nếu mà con đi chú thì con mà con kêu chú mà đi thì có, nhưng mà đi nhiều á, đi thì dài lâu thì nó có cũng có vậy, nhưng mà với điều kiện là nó mệt tim nó đập á, nhưng mà đi không nổi. Với phần ăn uống không có ăn nữa, nó thằng nó mệt chú đi rồi chú phải nghỉ 50 bữa, chú nghỉ bữa chú nghỉ chứ đi hồi tim nó đập á. Dạ, chú nếu chú bị vậy thì con nghĩ chú nên bỏ thuốc lá đi cho nó tốt cho sức khỏe. Cảm ơn. Cái thứ hai chú có nhậu thì chú bỏ luôn. Không, chú có nhậu chú chịu uống cà phê. Dạ, nên bỏ thì nó ảnh hưởng tới bệnh mình. Hoặc là ví dụ mình có mà chú có chơi cờ bạc gì không? Không, cái đó là không có rồi, chứ quá rồi con. Con nên lên cơ quan phường Lạc A con hỏi chức pháp không có trời. Là phường An Lạc A biết chú hết hả? Biết, nhưng mà con cái là chú không có cái gì ở con phát gì hết trơn đời. Dạ, dạ. Con hỏi đi. Dạ. Nãy sao con hỏi chú hỏi thông tin về... Bây giờ con chú cho con hỏi điện khu vực họ, khu vực Hồng Luân á. Dạ. Giờ chú cho số điện thoại của Hồng Luân. Luân là gì? Công an khu vực 1. Con hỏi như bệnh tạng của chú, dạ, không biết dạ. Chú cho số điện thoại của Luân đàng hoàng, chứ không phải là chú nói. Không nhớ số hả? Nhớ. Rồi không quên chi có điện mà điện không được. Bây giờ dạ. Đi học á. Chú điện bằng gì? Chú mượn điện thoại. Người điện thoại ai chú hả? Điện thoại người ta, dân mấy anh em ta cũng tốt hả? Ta cũng cho, mượn điện thoại cho. Xưa giờ chú không xài điện thoại là chú mới đây không có? Không phải là không có xài rồi chứ. Bán? Đó bán. À, rồi chú không có mua. Cái mà điện thoại không phải là điện thứ này. Dạ. Rồi bấm. Nó chứ không phải điện thoại này không. Dạ. Điện thoại chỉ nghe và điện lại thôi. Dạ. Nghe gọi thôi. Nghe gọi thôi chứ không có cái này. Dạ, rồi chú ở như đồ đạc đồ chú làm sao? Đồ đạc thì giờ gửi người ta, mình đặt thì cái ông ở cái bên nhà. Mình trả tiền công cho người ta. Không có, tùy mình ta cho vô giặt rồi mình giặt xong mình phơi. Chứ không phải là trả công tiền đâu, chú có chú trả. Dạ. Không có tiền ăn nữa, không cho vô giặt, không cho xà bông, rồi giặt xong tôi ra cũng như là cái hàng rào vậy đó, cũng ta vậy vậy nè. Dạ. Hồi nãy con thấy chú ngồi trước chứ, chạy vô con thấy chú ngồi á, tưởng là chú đón xe. Tưởng chú đón xe biết. Chú ngồi đó, chú đâu dám hỏi ai bao nhiêu người, hỏi sao không xin thôi, không dám xin anh ơi. Rồi sao chú quyết định là... Tại vì ngày hôm qua tôi vô đây. Chú đây vô đây rồi. Chú hôm qua cũng có vô đây rồi.
Rồi, anh trai này là nói chuyện với cô Nga ở đây là quản lý nơi rồi. Em không có, coi là chú Bình. Nghĩ giờ nhiều người tốt lắm chú, mà đúng mà chú mà câu chuyện vậy chú xin 200-300 ngàn 500 ngàn là chuyện bình thường, không khi mà cũng không phải đợi tới con đâu. Chú thương với con. Dạ. Dạ. Con nói thì nó đồng ý, nhưng mà bên ngoài phía ngoài người ta nó khác nữa, chú cũng giống. Dạ. Ví dụ như 5 ngàn 10 ngàn 20 thì ta có thể ta cho. Dạ. Còn cứ thì nhiều người nhiều người lại. Còn nếu mà cho một lần mà đi về đâu có ai cho đâu, không ai cho vậy. Dạ. Chú nói với con mình. Dạ. Nhưng cho một lần không ai cho như vậy. Dạ. Mà đi nhiều người như vậy thì con phải có đi. Dạ. Vô tình tại chúng ta mà đi không nổi, chứ mình đi không nổi. Dạ. Nhưng chú nói thầy chơi, chú ở đặc biệt ở Bình Dương Bình Tân. Dạ. Nằm bao lâu hả chú ạ? À? Có nửa tháng à. Nó vô nó kêu chú đóng tiền nhà con bả, vô đóng tiền viện phí đàng hoàng. Cái chú tên nó rồi coi ngoài này ở ngoài ở nằm viện ở đang có bán nhà. Bây giờ con không tin con hỏi luôn, nó bán nhà đi rồi con. Dạ vậy mà nãy con nghe rồi con quên rồi, là bán bao lâu hả chú? Bán nó bán ngày mới nửa tháng à. Ừ. Hôm nay nửa tháng rồi phải về thành đó hết tiền viện phí rồi tao chú đóng đó. Dạ nằm ở đâu hả chú? 43 lô B khu 3 phường Lạc Bình Tân. Dạ được. Vậy là gì? Chung cư hay sao chú? Không có, cư xá. Cư xá đối diện cho An Lạc. Cư xá ở đó nếu bán thì cấp giá. Không có, với cái nhà đó. Tại vì bà cô đã bán được 3 lần rồi. Dạ. Bán lần trước được mười mấy. Bà cô chứ không phải là cô bà con nha. Dạ. Rồi xong rồi cái mua căn nhà kế nữa. Căn nhà cũng kế bên đó nhỏ luôn. Nhỏ xíu nhỏ hơn. Nhỏ hơn chút. Mình xa mình bán thế nữa. Dạ. Anh ngồi cà phê á. Em nói chuyện với ông chú nghe. Dạ. Rồi bán dạ, xong rồi. Rồi bán xong xuôi rồi á, mua cái nhà kế nè, mà cái nhỏ nhà kế nhỏ hơn nhiều phần, như nói xin lỗi con chứ bà cô cũng từ đẹp, chú chưa có trả ơn được đâu mà bà chết, mình đâu có gì trả ơn được, bà nuôi nhỏ lên, rồi tôi vô bán cái nhà, mua cái nhà nhỏ nhưng bà cái toilet. Rồi ở đó được nhiêu chú? Cho phường, mà đầu á phường cho được 8 triệu, cho bà cô á, 8 triệu hỗ trợ người nghèo á. Gì 8 triệu với chú? 8 triệu là cái nền để với xe mua gạch rồi xây nhà lại hỗ trợ đó. Dạ. Nó chứ không phải là cho mua gì rồi, nhưng mà tiền đó cho mua vật tư lợi rồi xong xuôi thu quá đơn rồi đem lại cho cô phường tính. Dạ. Đó, rồi xong xuôi rồi cái bây giờ bà mất rồi, nó bán nhà đi có nhiều của 130. Bán nãy sao chú không biết bao nhiêu? Tại vì nó bán rồi cái nhà nhỏ không biết, cái nhà lớn chú đâu biết đâu. Tại vì chúng tôi nó bán rồi, ở đó người ta nói. Cái hỏi chú đâu có nhà nào mà chú ở đâu. Ở đây nó bán hai con bà bán đi rồi. Nói không biết chị về bán nhiêu không, nó bán 100 mấy à, 200-300 gì đó. Chú nghe nhà vậy thôi. 300 thì chú nói chắc 300 đi đó. 300. Ừ. Rồi cái chú mới gọi chú đi. Chú mới nói thôi chú, ta nói chú về dưới quê đi, có ai thì bà con ở đây không có thì ở đâu có thì về dưới. Chứ ở đây chú sống ở đâu không có nhà cửa gì, chạy đâu còn nhà còn cửa gì nữa đâu mà ở. Khi con chú thưa vậy với con, chú ngủ là ngủ ở đường không, tại đâu có nhà cửa gì đâu mà không có thân nhân. Bây giờ chú nói cùng với con. Con nói thì chú đồng ý đúng như vậy, nhưng mà nó hơi lâu thôi. Còn nếu mà một lần ha, nếu mà đưa một lần rồi không bao giờ có. Dạ. Nó đi về là cái một. Dạ. Ở dưới quê cô chú bà gì bà khá không? Cũng tạm đủ rồi con ơi, đủ ăn rồi. Nhưng mà chú sao về dưới liên hệ được về dưới? Tại vì về chú biết nhà chứ mà không có điện thoại. Bao lâu rồi chưa về chú? Hôm nay cũng khoảng gần năm à. Dạ biết rồi, nhà rồi biết nhà ở Đầm Dơi. À, hồi đó chú thưa với con á, hồi đó là Đồng Dơi đi tàu, rồi bây giờ không còn tàu nữa, đi đường bộ, đường xe. Dạ. Nhưng mà giờ chú thưa thì ở đây con về Cà Mau sao có 280 chú? 280 thì chú nói chú hồi đó, tại vì cái chuyến xe hồi đó chú biết như vậy thì chú nói như vậy, chứ bây giờ chú biết giá nhiêu chú nói đại vậy thôi. Dạ. Chứ chú không biết là chính thức. Dạ, là nó xa lắm là xa cuối nhà phố. Dạ. Nhưng mà con cái thì chú nói vậy, chú nói nhiều quá mình đó là mình nói dốc nói láo với người ta. Dạ. Mình không biết mình nói giúp nó đại đi người ta cho tiền, nói thẳng luôn, chú nói vậy thôi. Dạ. Chú nói là hồi đó 280, chú nói 280 theo thời hồi đó. 260 ha? 61. Dạ. Đó. Chứ không có nói giúp, biết nói giúp nó lâu. Bởi vậy con nói nhiều khi hồi thời trẻ mình phải ráng làm, dịch vọng cái thứ hai, phải có gia đình. Để thôi mình lớn, chú cái là con neo đơn, không ai lo về nghiệp. Thì mình... hồi trẻ mình có sức khỏe chú lại nhiều khi chú lại được 100 mấy chú bữa có bữa không đi được lấy cái tiền để ra ăn
ăn rồi thành ra nó không có dư. Và bây giờ bao nhiêu người ta chỉ bán vé số, người ta không lội đi. Thì thứ nhất, chúng tôi với con đi đi bán vé số thì được, mà đi xa thì đi một lát cứ ngừng, một lát cứ ngừng, tim nó đập á, đi bán không nổi. Đó thôi. Chứ cái là thứ hai nữa là không có tiền vốn. Dạ, vậy thôi. Chứ không có gì hết nữa. Bây giờ còn phải cái thứ ba nữa là về dưới. Điều thứ nhất là có cái điều kiện ăn ở những nơi đó. Mà mình tôi tỉnh dưỡng mà chắc đó. Là về dưới rồi, vì của chú lớn quá rồi sao mà chăm lo cho chú được. Mấy chị của kêu về, mấy chị bà con á. Dạ. Kêu về đi. Trời ơi, mấy chị kêu về rồi kêu hồi nào chú? Kêu nay là cũng lâu rồi chứ không phải mới đây nữa, trời coi em mà có cái gì thì về đây. Là lúc mà chú về dưới hay sao? Lúc chưa có bệnh. À kêu cũng nếu mà ở đây không được thì về dưới đi. Dạ. Rồi mấy chị ví dụ có bệnh hoạn gì đó mấy chị lo. Dạ. Chứ cha mẹ bây giờ không còn nữa. Dạ. Mấy chị là bên gì vậy quý quá. Bên gì á. Dạ. Mấy chị cũng nghèo cũng không có khá gì hết trơn thôi. Vậy thôi. Dạ. Cũng đi làm mướn không. Dạ. Giờ chú không có số điện thoại nè, không biết sao đây nè. Không con sợ. Bây giờ con chú không có xin cầu gì. Dạ. Con chỉ giúp chú một lần thôi. Rồi. Dạ bây giờ con giúp rồi, con nói là con cũng trình bày chú thì chú cũng trình bày con đúng không? Còn con cũng xin phép trình bày chú, thứ nhất là ở đây cái chỗ hội quán con mới làm, cho nên chỗ này nói chú nói nó cũng phải bao nhiêu nhân sự, bao nhiêu chi phí cái chỗ kinh doanh, cho nên là con sẽ không có, con tránh trường hợp giống hồi xưa con làm nó không hay, nó ảnh hưởng tới cái cửa hàng sầu riêng. Bây giờ hội quán của con không thể chấp nhận. Con mua là không có bao nhiêu tiền. Dạ dạ không. Cái thứ hai nữa là con cũng chưa có biết câu chuyện của chú như nào, cho nên là con nói ví dụ con biết câu chuyện chú mà khó khăn giờ, 10 triệu con giúp cũng được, còn nếu mà không chịu câu chuyện của chú chưa rõ, con 100 ngàn con cũng không xuất nữa rồi. Dạ con, chú, cho nên chú có buồn chú có giận bà con nói chửi con thì con chịu không có, đúng không? Nhưng mà không có, chú không có buồn giận gì. Dạ. Nhưng mà cái là bây giờ chú cho số điện thoại của lương công an con hỏi rồi cũng chú. Dạ dạ, với lại con nghĩ là trong vòng 200 ngàn không phải là cái vấn đề lớn của chú. Là chú nói dương dạ, nó giống chị con. Dạ, dạ. Cho nên là rồi thôi chú thì chú đặt vấn đề vậy, con cũng xin phép con trình bày vậy. Dạ, chú cũng thông cảm cho con, ví dụ chú có thương thì con cảm ơn, còn có ghét thì con chịu. Có gì đâu con. Dạ. Tại cũng gặp nhiều trường hợp lắm, cũng gặp con cũng nói thương con dữ lắm, dạ, họ cái đặt vấn đề nhờ con giúp được rồi, cũng không cái này chửi là, con à. Không, cái này là do chú đặt vấn đề cho con giúp chú. Dạ dạ dạ. Chứ đâu phải là để nói họ khi con giúp không. Dạ dạ. Con chú vô chú khi con họ giúp đỡ cho chú vậy thôi, chứ dạ, có nói dạ. Tình hình. Dạ dạ dạ, cũng biết rồi, cho nên là thôi con xin phép vậy để vô con dễ để quán xá rồi mấy bạn làm cho nó dễ, chứ thôi mà con mà hôm nay con tiếp chuyện chú mà ngay trong cái video này mà con gửi xuống chừng 50 ngàn không là bữa sau là chắc là con ngồi con tiếp là các hoàn cảnh không là con không có làm được cái gì á. Cho nên là bà con của bác cũng thông cảm với Khương Dừa ha. Bữa giờ cũng có rất nhiều trường hợp tới cũng nhờ gặp Khương Dừa, nhưng mà Khương Dừa sẽ thêm thông tin và Khương Dừa sẽ gặp Khương Dừa hỏi chuyện ở một cái quán cà phê gần nào đó cũng được, hoặc là một góc nào đó, chứ Khương Dừa sẽ không có làm việc trao đổi ở trong cái quán này và hỗ trợ ở đây luôn. Hoặc là Khương Dừa tìm hiểu và Khương Dừa về nhà, Khương Dừa về quê, Khương Dừa tìm hiểu. Chứ mà còn ở đây mà để bây giờ mà đến đi mà ai cũng tới mà gặp mình tiếp chuyện, mình cứ thôi thấy thương, mình cứ giống như bên nhà Khương Dừa vậy đó, bảo bác cũng tới thăm thì mình cũng thương, biết là Khương Dừa thấy cũng quen rồi, thôi tới xa xôi này kia rồi mình cũng 100-200 tiền xe về, cái đó là cái khả năng mình có, cho nên mình không vấn đề gì. Với lại câu chuyện có thật hay không thì thật ra 200-300 ngàn thì để mình để mình tìm hiểu câu chuyện thì nó cũng ta cũng chưa cần thiết lắm. Dạ. Cho nên là con xin phép trao đổi chú vậy. Còn có gì chú thông cảm giúp con ha. Dạ. Lại con nghĩ không sao đâu chú. Tại nhiều khi con chưa giúp được chú, nhưng mà lát chú đi ra ngoài xíu rồi nói ông Phương Dưỡng giúp, mà thằng Phương Dưỡng giúp thì có nhiều người thương không, chú không có nói gì đâu. Dạ, dạ. Ông hai thằng dạy lớn tuổi ông nói gì. Dạ. Ông ơi, nếu mà có được cái số của chú thì hay quá, chú con tìm hiểu hoặc để liên lạc chú á, đúng cái câu chuyện gì con liên lạc lại chú đi, con tìm hiểu thì con bởi vì chú mới nhưng mà nếu mà nếu con hỏi chú nghe nếu mà trường hợp hôm nay chú tới nhà con giúp nè, con giúp chưa được thì chú sẽ đi đâu rồi chú ở đâu? Chú ngồi đây là ai cho gom lại ví dụ
ví dụ như được được nhiêu thì không lo lại ăn, nhưng mà giờ cũng có rồi, ví dụ ở đây một năm được 2 ngày 3 ngày. Dạ. Nói chứ đâu giờ chú đâu có gì ăn nữa đâu, chú đâu có nói thành bà như vậy. Dạ. Nó là vậy thôi. Dạ. Ví dụ con không giúp, con không biết thực sự là cái đó đúng, nhưng mà cái gì con giúp thì chú ngồi đây, ai có cho thì ấy, còn có thì ngủ đây, ví dụ ngủ đây vậy vậy. Đi ra ngoài trước ngã tư nè, dẫm văn ngủ, ngủ rồi dẫm cho ai chú? Dẫm cho chú. À, chú có dẫm hả? Tao mua cho. Để đâu đặt chú đâu? Tôi đặt gửi, gửi cho mấy quán cốc á. À. Mấy quán cốc thì ví dụ mà dơ thì vô nhà, việc nhà ông kia giặt đỡ. Quán cốc ở đâu chú ạ? Quán cốc ở dưới cờ trên cầu Lạc á. Dạ thôi, cũng cảm ơn chú nha. Dạ, cũng tới nhà con. Chắc tạm thời vậy hả chú? Dạ, rồi có duyên chú cháu mình gặp đúng vậy thì con chắc chú bây giờ chú con cũng biết đó, vì chú mới nói là giờ chú không có điện thoại con liên hệ cảnh sát của địa phương. Dạ 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 dạ. Dạ 0908. Dạ dạ không có đồng chí, xíu con ghi lại. Chú rồi đọc số cá nhân của bà trên đây hết rồi. Dạ. Xíu xíu. Với lại con nghĩ á, con nghĩ là chú nên nên liên hệ vì nhiều nhà đi, con nghĩ là chú sẽ có cách hoặc có số điện thoại nào đó chú liên hệ để hỏi thăm cho nó dễ. Bây giờ người nhà ở dưới bà đi chị đây, chú đâu có biết số điện thoại đâu mà liên hệ. Dạ. Tại vì hồi đó chú, tại vì mình nghĩ hồi đó mình đi làm được thì mình đâu có nhà, mình đâu có xin số điện thoại chi. Dạ. Còn bây giờ đâu có biết là tình trạng chú như vậy đâu, bây giờ thành giờ chú bị như vậy chú đâu có biết số điện thoại với của ai, chú không biết nhưng mà nhà được, chú biết về được. Dạ dạ. Dạ dạ rồi, con cảm ơn chú nha. Chú uống miếng nước đây. Dạ dạ chú uống nước đây. Dạ rồi, cũng cảm ơn bà cô bác để con vừa qua tiếp chuyện bà cô. Dạ để coi cô hát sao để sắp xếp được không. Dạ 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 dạ. Chú nhiên nhiên chúc bạn. Dạ rồi thôi thôi. Dạ có gì bà con bác mà theo dõi kênh vừa lâu thì bà con bác cũng thông cảm vừa ha. Dạ thì con vừa chia sẻ vậy đó, để mình tránh cái trường hợp mà giống như bên cửa hàng Sầu Riêng. Dạ cái này là một cái ước mơ của Dừa để tạo một cái sân chơi cho bà con cô bác yêu mến văn nghệ, và đặc biệt là con Dừa cũng muốn, mục đích lớn nhất thực sự của con Dừa là con Dừa mong muốn có cái nơi để cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, chiếm thị, khuyết tật, để các bạn biểu diễn, để các bạn có thu nhập từ hội quán và được bà con bác thương yêu và tặng hoa đó. Mà để làm được cái chuyện đó thì nó phải được vận hành, và vận hành thì nó sẽ có một cái chi phí và nhân sự rất là lớn, cho nên là nó không phải giống như cửa hàng Sầu Riêng được đó. Cho nên là mình làm cái này thì mình phải cái chỗ nào kinh doanh thì nó là giờ nó kinh doanh, còn chỗ nào mình giúp bà con thì mình giúp, mình kinh doanh mình có chi phí, mình có lợi nhuận, mình giúp bà con thì thôi cái đó là quá tốt. Dạ mình bây giờ tôi vừa cũng không có, cho nên là tôi vừa rút kinh nghiệm, cũng cảm ơn bà quá rất nhiều lần bà con bác đã nhắc nhở tôi vừa, nhưng mà thôi lần này tôi vừa xin phép vậy. Dạ thôi, tôi vừa kính chúc quý bà con bác mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ chào tạm biệt và hẹn lại rất nhiều.